tại bò từ chiến chào khách. Hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm 2021. Bò bị trại gồm có bò bê phát kem, nguyên cái lô bò bò bê hồi khuya giao cho khách ở quận 12, còn đây là phát kem này. Ngày mai tiếp tục về một xe nữa gồm bò bê phát kem. Anh chị này bên bên Trà Vinh qua mua bò. Ngon lành, bò thẳng bắn hình lít tích phè đó. Bữa nào anh qua Phú Tiên ghé tôi chơi. Em đi ngang nó quậy gì? Ghé, xin số điện, uống cà phê rồi chơi. Em đi ngang nó quậy, cứ qua bán điện anh. Địa chỉ của trại là lộ DT19 gần Quỹ Ban xã Nhận Phú Tân, tỉnh Bến Tre. Quý khách có thời gian đến với trại xem giá, quý khách không có điều kiện thời gian đến với trại thì trại bò nhận qua Zalo lại một lần nữa để quý khách xem cụ thể hơn tổng thể nguyên hình thì phần cần đầu viên vai sân lưng bản đùi. Báo giá công khai từng con một để quý khách biết để chốt. Bò ba bê chiều cao nhiêu, chiều dài nhiêu mình báo giá luôn. Từng con. Anh chị này ở khách này ở bên Trà Vinh qua mua bò. Cuối video cảm ơn quý khách suốt thời gian qua đến với trại. Một lần nữa cũng cảm ơn quý khách đã đăng ký và lướt xem kênh YouTube trại bò Tư Chiến.